Rồi giờ trưa mọi người, anh em nấu đồ ăn cơm đây, nấu một cái này vịt có nấu nhà sẵn đem theo nha mọi người. Giờ hâm lại cho nó nóng một xíu, nấu miếng canh cá ăn nữa nha, cơm trưa nha mọi người. Cơm anh em câu ra đây khoảng chiều chiều anh em về. Vịt kho, vịt kho măng, cái kho gừng, kho gừng với nấu canh chua cá nữa được. Em đang mặn bánh cá mọi người, cá này sẽ nấu canh. Bắt con ra làm luôn. Em mới mặn cá xong mọi người, giờ nấu canh chua nha. Đây, cốt nè, còn cá nâu nè, cá bóng, cá gì, đô, ba, bốn loại cá luôn, nồi canh chua. Canh chua này, nồi canh chua chất lượng rồi mọi người, mấy anh em ăn ăn ngay 7 câu luôn nha. Có ra xe lấy cho em mấy cái đũa với lấy chén rồi vô luôn không? Cấp chưa? Rồi cấp lấy thẳng. Lấy chén mắm lấy đồ nêm vô luôn, lấy mấy cái đồ nêm cho ông đó vô hết luôn.
nồi canh chín rồi nha mọi người. Xong rồi mấy anh em ăn cơm đây, đói bụng quá. Đã chưa? Rồi. Rồi mọi người, mấy anh em vô ăn cơm đây. Này có hai món nha mọi người, có vịt kho với lại canh chua cá thôi nha, đơn giản. Này có chỗ ngồi lý tưởng, cơm có máy mọi người. Mọi người đi ngồi bờ ngồi bụi không? Này chỗ này mát. Đất. Đất trồng được mấy cái dừa. Xíu ăn cơm xong rồi mấy anh em chặt dừa uống tiếp luôn mọi người. Đã không? Vậy thôi chứ. Hai cái à? Cái nó đâu? Ủa sữa hai cái à? Ngồi gọi thiếu cái rồi. Thấy trống hết rồi. Bao nhiêu đó à? Kệ đi. Bỏ vô mầm đó đi. Ừ, vô mầm đi. Đi ra. Mắm gừng chấm gì? Gần tính cá chiên, chiên đó mà không có. Thì thất thù, thất thù miếng cá chê, cá chiên. Múc qua. Bỏ đi, bỏ múc múc cá ra cái thơ ấy gì dĩa đi không? Ừ. Rồi bỏ cắt mắm gừng đi, cắt mắm gừng đi. Bởi là chừng nói gì cần để cá luôn mà để xong đó. Thôi ngồi xuống ngồi bệnh đi Long, ngồi xuống ăn đi Long ơi. Quá. Vô anh đưa con cá mà dân anh không chịu. Ủa, cá người ta đóng đi lấy chắc về nhà cho vợ mừng ấy. Nó theo lấy mà, lấy. Ừ. Để đưa được không? Cá dự rồi hả? Dự. Đã mọi người. Ủa, trứng à? Trứng thì đổ lè ta. Tốt ra. Tốt quá. Thôi thôi, cái đó bỏ ngồi, không chụp trứng á. Chứ lấy cái thốt kia ăn cơm được đâu, rồi đậu đó rồi đó, đưa cái thốt đó đây. À. Có cà nữa kìa, không cắt cà ra ăn. Cà gì? Phóng à? Cà chua đó. Hai đôi đũa hả? Ba đôi mà, hay đi lên đây đôi nữa hả? Thấy có hai đôi à? Kè, đôi bên kia kìa. Ừ. Đó đưa qua cho em, đưa đó cho Long đi. Nào. Đó đưa cho Long đi. Đưa chén cho em. Rồi, vô, quất. Rồi, ăn đi. Vô ăn cơm em trai. Ồ, uống một cơm kìa. Ăn cơm. Thì vô đây ngồi ăn chung vui và quay khúc phim này. À, mời cả nhà ăn cơm. À, bún đá. Bóng dừa. Sao? Sao bự lắm. Bỏ nước thằng nó bên vào lên. Lần nào mấy anh em đi câu cũng ăn đúng cá ngon, đúng cá ngon. Mời mọi người ăn cơm với ba anh em nha. Đây, mọi người chín chưa? Chín cốt ngon chết. Chín cốt mọi người. Cốt ngon nhất mà ông anh cũng sợ. Cái sợ gì? Một đôi chín kia màu trắng. Cái cốt này không thấy, nó thấy cốt vàng hả? Ừ, vàng ươm hả? Ăn đi câu cá mỗi vùng ăn thử mỗi cá nó khác nhau cái bộ. Cũng loại cá đó mà nó khác nhau. Nhưng còn nước khác đó.
Kè à. Ủa, mới bút xong rồi. Ba con rồi. Phải không? Ba con rồi. Còn rồi. Hai biết. Hai con rồi. Hai con rồi. Hai con. Nè, mấy con rồi. Cậu dính ba con hả? Có một cá bấm nào không kìa, một cát. Bấm cát trong đây nè. Đó. Xong rồi mình lên. Mấy anh em ăn cơm xong rồi, ăn hết nổi luôn rồi. Đồ ăn này giờ thả xuống cho cá ăn quá chứ. Kết thúc. Giờ mấy anh em câu tiếp mọi người. Câu xíu nữa coi cái cá ăn không. Mấy anh em nha. Giờ tới chương trình đi chặt hai trái dừa này uống nước mọi người. Chặt hai trái dừa ra uống nước nha. Thôi, đổ dừa vô uống mọi người. Chặt được hai trái dừa. Một trái. Còn trái nữa. Chết, không đầy ca nổi. Ôi cha. Rồi, làm ca nước dừa giải nhiệt mọi người. Mới ăn cơm xong. Đã quá, mát quá. Uống dừa nè Long ơi, Phong ơi, anh Phong ơi.